Rồi, hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay em sẽ lên đây chia sẻ cho mọi người mình cách thay cái phốt cho cái máy bơm nước cá sấu một ngựa nha. Đây, đó, anh em sẽ chuẩn bị cho mình là phốt nha. Đó, một bộ phốt cho mình. Đó, mình sẽ mở cái phần nắp này ra. Mọi người sẽ lấy hết cái phốt trong này ra nha. Rồi ok, mọi người sẽ nại lấy cái phần phốt trong này ra nha. Đó, mọi người sẽ lấy cái vít. Mình sẽ nại lấy cái phốt trong này ra. Mình sẽ thay cái phốt mới vô nha. Đó, phốt cũ mọi người nên bỏ nha, không sử dụng lại nha. Đó, tránh tình trạng nó bị gò rỉ nước. Rồi phốt cũ nha, mình bỏ nha. Rồi mọi người sẽ vệ sinh cho sạch phần trong này cho mình luôn nha. Đó, lấy đầu vít, mình vệ sinh cho sạch trong này. Hoặc lấy xăng, hoặc lấy chai G7 xịt vô. Rồi, sau khi mình vệ sinh xong, mọi người sẽ cho phốt vô nha. Đây, phốt, mình sẽ lấy một bộ phốt mình sẽ thay vào nha. Rồi, mình sẽ lấy một bộ mình thay vào. Rồi, mọi người sẽ gắn cái phần này trước nha. Cái phần này mình sẽ lắp sau. Đây, mọi người sẽ lắp phần này vô trước cho mình. Đó. Mình sẽ canh làm sao cho nó đều nha, cho nó đồng. Rồi mọi người sẽ lấy cái đầu vít bằng mặt dẹp cũng được nha. Đó, đây mình sẽ ịnh từ từ vào nha. Đây, đó, mình sẽ nhét từ 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 cái phần này vào nè, cho nó khít vô là được nha. Rồi mình sẽ ịnh phần này xuống. Đó, đây như vậy là đã được nha. Đó, rồi mình sẽ tiến hành, em sẽ lắp cái phần phốt vào nha. Phốt và cánh quạt. Đây, cánh quạt hút nước nè. Rồi ok, mọi người sẽ gắn cho mình một cái chốt gài nha. Đây, cái chốt gài. Phần trong này nó sẽ có một cái rãnh nè, có một cái lỗ nè. Đây, có một lỗ để mình đây, để mình nhét cái phần con ốc này vào nè. Đó, em sẽ nhét cái con ốc này vào. Đây, cái này con ốc nó bị rơi mất rồi, mình chế, mình cắt cái con ốc mình gắn vào vẫn xài được ok nha. Rồi mình sẽ đưa vô vậy. Ôi, nhầm mọi người khoan ha, để cái này nha, mình cho cái phần phốt này vào trước, mình mới gắn cái phần chốt gài vào nha. Đó, đây mình sẽ cho phốt vào. Đó, mình sẽ ịnh phốt vào nha. Mọi người có thể cho một, nó khó vào, mọi người có thể cho một miếng nhớt vào đây nha. Rồi mình sẽ cho một miếng nhớt vào nha. Đó, mình sẽ cho miếng nhớt vào trong cái phần phốt nè. Đó, cho nó bôi trơn cái phần phốt á, để mình dễ cho nó vào, nó không bị rít nha. Đó. Đó, mình có thể tha trong này một tí luôn. Rồi mình sẽ cho phốt này vào. Đó, mình sẽ ịnh vào. Ờ, thấy không, mọi người thấy rất là dễ nha. Đó, vô vậy là được nha. Đó, rồi mình sẽ cho cái phần cái con tán này vào nè, cái chốt mà khóa cái phần cái cánh quạt của mình nè, để đừng cho cánh quạt mình nó xoay á. Đây, mình sẽ đóng cho chặt xuống vậy nha. Rồi mình sẽ lắp cái phần cánh quạt này vào nha, quạt hút nè. Đây, mình sẽ đưa vào như vậy nha. Đó, mình sẽ lắp cho nó ngay cái phần cái rãnh này, ngay cái con ốc mới nãy mình đưa vô. Rồi mình sẽ lắp vào, nó sẽ vô nha. Đó, em sẽ lắp vào cho nó khít vào nha. Đây, đó, mình cho chừng nào mà nó khít, nó kịch vào trong, nó không còn vào nữa là được nha. Đó, mình sẽ đè vào. Đó, rồi đã kịch vào, nó không còn vào nữa, mọi người thấy không? Đó, nó không còn vào nữa là được. Vậy mình sẽ tiến hành mình bắt cái con tán này vào nha. Đây, con tán mình to, mình khỏi cần bỏ lông đền nha. Đây, con tán này là sẽ ướm vừa cái phần cái lồng này luôn, không cần để cái lông đền. Rồi mình sẽ lấy phần đầu điếu, mình sẽ siết cho nó chặt lại nha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình dặn con ốc này vào nha. Đây mọi người, cái đầu điếu mình sẽ lấy đầu điếu, mình có máy mình sẽ sử dụng máy mình bắn nha, cho nó chặt.
Rồi. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành, mình đã gắp xong phần cái phốt cho motor nè. Giờ mình sẽ quay. Người sẽ quay thử nha. Đây mình đổi vậy, mình sẽ quay thử. Mình quay cảm thấy cái motor nó nặng, nó hơi gích là được nha. Đây nó hơi gích nè. Đó nó hơi gích như vậy là được nha. Đây. Đó. Mọi người đừng cho nó nặng quá nha, nó vừa hơi gích như vậy là được nha. Đây. Đó. Đây, đừng cho nó nặng quá mà không cho nó lỏng quá nó sẽ không lên nước nha. Đây, mình sẽ quay như vậy là được nha. Rồi, như vậy đã xong phần cái phốt. Rồi mọi người sẽ tiến hành mình lắp cái phần nắp vô nha. Nắp cho gon vào. Rồi, mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho gon vào nha. Đây mọi người sẽ cho gon. Mình gon cũ hỏng mình sẽ sử dụng, mình mua gon mới mình thay vào nha. Còn gon cũ mới còn sử dụng được thì mình cứ gắn gon cũ lại mình sử dụng nha. Rồi. Đó. Mình cứ cho gon vào vậy nha. Đó, khích cái gon vậy là được. Rồi, mình sẽ cho cái phần nắp này vào, mọi người sẽ vệ sinh cái phần cái đường này cho nó sạch nha. Đó, mình vệ sinh cho nó sạch xong mình sẽ cho phần nắp này vào. Rồi, mình sẽ cho phần nắp này vào nha. Đó, mọi người sẽ cho phần nắp là cái phần nắp là cái ống hướng lên trên nha. Đây cái ống hướng lên trên. Mình sử dụng ốc mới, còn không thì mọi người có ốc cũ mình còn sử dụng được thì mình để được lại mình tận dụng nha. Cái này mình ốc nó bị cũ, nó bị hỏng rồi, mình sẽ sử dụng ốc mới. Ốc 5 ly nha. Mình sẽ bắt từ đó, mọi người sẽ xiết hết 40 con ốc này vào nha. Đây. Đó, mình sẽ xiết hết con ốc này vào. Mọi người sẽ xiết xen kẽ nha. À, con này, con bên này. Và con trên này, con dưới này mình xiết xen kẽ nha. Rồi mình sẽ xiết cho đồng 4 con ốc này vào cho mình nha. Đây mình xiết con này. Giờ mình sẽ lật lên. Lên mình xiết con này nha. Đó. Mình sẽ xiết xen kẽ như vậy con ốc nó sẽ đồng, nó không bị bẻ cái phần cái đầu hút nước của mình. Rồi. Xong tiếp tục mình sẽ xiết tới con này. Mình sẽ quay lên. Đó, mình sẽ xiết con dưới này nha. Đó. Người xiết như vậy là nó sẽ đảm bảo được bị nó chuẩn được cái phần cái đầu bơm của mình, nó không bị lệch, bị van nha, bị vên nha. Rồi, đó. Đó, mọi người sẽ xích cho đều tay từng con một như vậy cho mình. Rồi ok, như vậy mình đã thay xong cái phần phốt nha.